nay mời các bạn đi thu hoạch rau với mình nhá. Đây này, chỗ này là cải cầu vồng này, đẹp chưa? Đấy, quay quay đây, đây đây. Đấy, đây cái cải cầu vồng màu hồng này các bạn này. Đó, đây là cải màu đỏ này, các bạn nhìn nó đẹp chưa? Còn đây là có một cây màu vàng, được 3 cây các bạn ạ. Đấy, này đi hái lấy cái cây này luôn nhá. Cắt này. Cắt đi cho bẹ nó càng to các bạn. Bạn nhìn cái lá bẹ nó này to chưa, tốt như tốt lắm ấy, cái màu đỏ này đẹp quá, đẹp luôn. Cái màu vàng các bạn nhá, 3 màu. Mớ đẹp chưa các bạn? Đây các bạn nha, được mớ cả đấy, đẹp chưa? Nhiều màu nha. Đó. Tiếp tục cây cần tây này các bạn này. Đó, tốt. Ui. Đây, héo hết, bị nữa làm sao đây đó. Mình nhũn hết rồi này. Cây cần tây bẹ to chưa? Đây này chắc tỉa đó. Khó lắm. Tiếp các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn cái nhánh cần tây này. Nó to chưa? Đã luôn. Nhánh nào cũng to. Thu hoạch khá là nhiều rồi các bạn ạ. Này thu hoạch cho nó thưa ra. Cây này mấy cây. Cắt luôn cây, mấy cây để lại cây. Để nó lên 3 nhánh. Ui. Để lại 1 nhánh. Nó già mất rồi các bạn ạ. Mấy cái cây cần tây này nó trồng nó lâu rồi. Đây là cây nào già quá thì nhổ luôn các bạn nhé, không để nữa. Đây, các bạn nhìn cái gốc nó này, tỉa rất là nhiều lần rồi các bạn. Đấy, nhánh nó rất là to nhé. Cây nào để thì mình để lại thưa thôi, lâu tỉa thôi các bạn. Đây, các bạn nhìn cái nhánh của nó này, rất là tốt nha. Cái cành này già mà này. Cành già thì thôi nha. Để cây này to lắm. Cây này bị sâu. Già quá rồi các bạn. Đó, đây các bạn nhìn này. Mới cần tây này. Mẹ cần tây rất là to nha. Đó. Đây các bạn nha. Đó, mới cần tây này. Đẹp chưa? Đó. Đây cái này cải bó xôi nha các bạn. Tốt chưa? Làm con cỏ thì cho nó lên nhá. Này, để cho nó ra giống luôn đấy. Tốt như này lá này. Ê, chỗ này mình hôm nay đi hái ít mồng tơi nhá. Mồng tơi này. Tốt chưa? Ra ngọn này. Xem.
mùng tươi tối nay nấu canh này. Củ cải đỏ này các bạn này, chỗ này nó bị cớm á. Đấy, củ nó không được to lắm này. Đó. Mấy cây. Xem nào, củ nó có đỏ không nha. Rất là đẹp nha. Cây cải ca ke nhé các bạn nha. Đấy, cây này rất là tốt luôn. Chúng ta ngắt này, bẻ này. Chúng ta để lại khoảng mấy lá non thôi nhé các bạn nhé. Cây này cũng rất là nhanh tốt luôn đấy. Tầm một tuần là lá nó lại nhanh to đấy. Đấy, được một nắm rất là to nha. Đây là mấy cái cây kinh giới các bạn. Lên tốt rồi này. Rất là khô lắm, đất khô lắm các bạn ạ. Trời nắng nha. Đấy, nắng lắm, đất rất là khô. Ít cái cây rau này dền. Là cái dền xanh các bạn ạ. Mọc nhiều lắm á, cây này mà mình để lại cái cây già ấy, xong là cái hạt nó mọc lên rất là nhiều nha. Đó. Trồng khá là nhiều kinh giới luôn. Mùi này các bạn này, mùi rất là tốt này. Rau ngò rí nha, tốt lắm. Đây, mấy, trồng gieo cái cải thìa các bạn ạ. Mà trời nắng lắm này. Gieo mấy hôm nữa nhổ trồng. Cây này mà gieo lên xong nhổ trồng rất là to cây nha. Cũng gieo được một ít các bạn ạ. Đấy, nhìn cây lên rất là đẹp nha. Đất khô lắm. Chỗ các bạn có nắng như trên mình không? Đó, thu hoạch được mấy củ đây, củ cải đỏ, củ dền đỏ nhé các bạn nhé. Cải cầu vồng này, đẹp chưa? Cần tây này, ít rau mồng tơi này. Còn đây là cải cá ke nhé các bạn nhé. Đó, cũng được một mẹt khá là nhiều như thế này. Thoải mái rau ăn luôn các bạn. Đó, đây, rau cần tây rất là to luôn. Các bạn nhìn cái nhánh cải cầu vồng này. Đây, cần tây các bạn nhé. Video hôm nay đi ra vườn thu hoạch rau của mình đến đây là hết các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn.